Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Sếp ơi, khi mình gặp người Mỹ, mình sẽ nói gì để gây ấn tượng với họ và họ cảm thấy nhau? Một là nhớ cười. Các bạn nói chuyện với Mỹ, các bạn nhớ cười. Ok. À, đừng cái cười há há, họ nghĩ có vấn đề. Cười làm như cười nhăn, cười mỉm mỉm chi vậy đó. Ok. Hai, nói chuyện nhìn mắt họ một tí xíu, đừng có nhìn xuống đất mà nói chuyện. À, ba nữa là hỏi thăm này kia, hỏi vớ vẩn vậy đó. Bạn ở đâu, bạn thích này không, bạn thích kia không vậy đó. Mình thấy tại người Mỹ thích thích lắm chuyện lắm. Người Nga hình như họ nghiêm túc hơn, người Mỹ họ họ như sạo miệng hơn. Sư ơi, cạo lông nách cạo râu nó làm sao? Tôi dùng cái chữ shave. Dùng cái chữ shave, ok. So, shave someone hay gì mai hay gì đó, underarm. Oh my god, các bạn hỏi. Ok. Hoặc là shave my beard, vậy đó, cạo râu. Hoặc là mustache, hoặc là người đàn ông đó, mỗi ngày mỗi shave thì họ dùng đó là shave thế hả? Ok. So just shave. So did you shave today? Yes, I've shaved today. You know? Have you ever shaved your underarm? Yes. Actually, underarms có hai chữ ha, tại vì nó có hai cái liền cái S. Okay. Lông nách là gì? Underarm hair. Có một cái nữa là armpit hair. Armpit hair nghe nghe nó trắng trợn, nghe nó hơi hơi thẳng quá. Okay, just underarm hair. Sẽ hơi phân biệt shit với lại she, với ass, what với lại bitch và beach. Ass, ok, alright, no problem. Sao các cô giáo Việt Nam dạy lộn anh với anh Mỹ? Ok, fancy, no problem. Alright, ok. Cái chữ này là she, ok, ý. She, cái thông là sheet, like that. Còn cái này á, là it. Ok, cho nên shit, như đó. Một cái là she, một cái là shit. Ok. Cái này á, là âm z, as. Còn cái này âm s, là ass. Ok. What else? Cái này là beach, nó là b. E, b, like that. Còn cái này là it, bánh ít, right, bitch. So, nó vậy. Ok. Yeah, so there you go. Cái chữ stir hả? Alright, cái chữ stir là như chữ ur vậy đó. Ur. Tiếng Việt cũng không có tương đương với âm này nữa. Ur. Thì stir vậy thôi hả? Sẽ không biết phát âm như sao nữa. Stir. So yes, là nó gì hả? Như chữ ơ đi. Nói từ từ chữ ơ mình ưa ra một cái. Yeah. Nó không phải là stir nữa. Nó là stir. Yeah, ur. Vậy đó. Stir. So, stir. Yeah, hình như Diễm Phúc viết ra phiên âm đó. Stir. Yeah, từ từ vậy đó. Stir. 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 Beer nữa nhỉ. Yeah, I think beers. Yeah, okay. Beer bear nè. Các bạn viết phiên âm cười. Okay. Stir. Yeah, I like beer bear. Yeah. Yeah, so stir của bia bia đó. Okay. Yeah, stir. Thank you, that's very nice. Right. Xin dịch dịch cái câu này. I was not bold enough to pull the wig off the head of the old man, huh? The bald man, old man. But I wanted to because he has been mean to me. Cái chữ viết sai. Ben là gì ha, cái chữ old man ha. Ok. Tôi không có dạng, tôi không có đủ đủ cái đủ dạng á, mạnh dạng á, tôi không có đủ mạnh dạng để kéo cái tóc giả từ cái đầu của cái ông cụ đó mà tôi mới rất muốn, tại vì anh ấy đã mean, đối xử xấu với tôi. Yeah, tại vì anh ấy đối xử xấu với tôi. Yes, Kevin. Alright.
Sĩ ơi, trong một câu có cần phải phát âm ending sound của từng từ không? No, không cần. No. Cái ending sound quan trọng nhất là cái âm CH hoặc là âm S. Ok, hai cái đó quan trọng nhất. Đừng có, còn mấy cái âm kia mình nói nhanh, mình có thể lướt qua. Sĩ phát âm. Hai cái từ này, Hiệp Gunner hỏi hai cái từ này. Hai cái từ này đồng âm. There với lại there. There and there. Yeah, there đại đi, there. Nó nhanh lên, there there. Xem phim Mỹ thấy học sinh bên đó học nhà quá vậy. Bên đó học sinh học hành như thế nào? Ủa là sao? Ồ, học nhàn. Ồ, nhàn là gì vậy? What is nhàn? Rảnh. Ồ, yeah. Cái lớp 9 với lớp 12 đó, bên Mỹ học nhàn là rảnh hơn bên những nước khác. Yeah, học sinh ở Mỹ đó, lớp 9, lớp 12 học rất là rảnh. Đại học thì tùy theo cái ngành nào cũng chăm chú, đại học thì nó chăm hơn. Yeah, bên Mỹ cái lớp, từ mấy cái lớp dưới đại học đó, nó không có áp lực học sinh nhiều. Yeah, tại vì họ nghĩ rằng họ không có nên stress mấy đứa bé, mà những cái người trẻ lớn lên họ không có nghĩ là họ nên stress họ. Tại vì khi mà mình stress thì họ không có sáng tạo. Họ nghĩ cái đó là như mà một cái bắt buộc họ phải đi học vậy đó. Yeah. So có nhiều trường bây giờ họ giảm homework nhiều lắm. Và mấy nước khác học chăm lắm. Âu Châu, Hàn Quốc, Nhật đều học chăm lắm. Chắc bên Việt Nam không chăm nữa phải không? Và bên Mỹ học là học nhàn lắm. Yes. Nó tùy theo thôi. Nó có cái này trao đổi này quá kia thôi. Một bên á, thì học chăm chú thì học sinh nó có vẻ thông minh hơn, nhiều học sinh có thể là tạo ra một cái chăm chú để học. Còn Mỹ thì những cái người mà lười biếng thì ngã ngang luôn, còn những cái người thông minh thì còn lại. Vậy thôi hả? Yeah, nó cũng có hại có lợi cho những cái điều đó. Yeah. Sư ơi, sao mấy cái này rắc rối quá? Flock of bird, pack of dogs, birds, dogs, school of fish, private land. Yes, rắc rối lắm. Đừng có lo. Người Mỹ cũng ít biết lắm, Bruce. Cho nên đừng có lo. Mấy cái đơn giản đi. Flock of bird, pack of dogs, school of fish. Được rồi. Private land thỉnh thoảng cũng biết mà. Dạ, vậy thôi. Xe trunk và xe truck khác nhau không? Không có xe trunk. Xe truck mà. Truck có. Không có xe trunk. Cái trunk là cái cốp xe mà hàng sau mình chứa đồ đó, cái đó là cái trunk á. Bên Mỹ là con nít số 1. Vậy khi con nít lỡ giết người thì có chịu trách nhiệm không? Yes, chịu trách nhiệm chứ. Có nhiều tiểu bang. Nếu con nít nít mà giết người từ 12 tuổi trở lên hay 14 tuổi trở lên thì nó coi như người lớn luôn. Yeah, bên Mỹ cũng mạnh tay với nít lắm. Yes. No, thật ra con nít bên Mỹ cũng không có số 1 gì so sánh với mấy nước khác, là như ví dụ Canada hoặc là Âu Châu hoặc là những cái nước mà kêu bằng nước văn minh hay gì đi. Mà Mỹ cũng cũng mạnh tay lắm. Nói về mà về mà luật lệ rồi đó, Mỹ mạnh tay với con nít lắm. Cái điện thoại không phải smartphone là cái gì? Nó gọi là regular cell phone vậy thôi, hoặc là mobile phone đi, nhiều bạn biết mobile phone hơn. Regular mobile phone, nhiều người Mỹ á họ nói là dumb phone. Dumb là ngu ngốc á. Ok, một là dumb phone, nó có châm biếm trong đó. Hai nữa là regular mobile phone. Ok, rồi sẽ kể một chút cộng đồng người Việt bên đó đi. Sure. Xin nói về trường West Point đi. Wow, cái này hơi rất nói. Missy, cộng đồng Việt Nam bên Mỹ hả? I am not sure. Hồi xưa đó, trước năm 90 mấy, thì cộng đồng bên Việt Nam á, làm như họ đoàn kết nhiều lắm. Tại vì những bạn qua một lượt luôn. Nói chung là cộng đồng Việt Nam nó có khoảng 3 đợt để qua. Lúc lúc trước á, nó có khoảng, trong cộng đồng nó có khoảng 3 đợt người. Một là kêu bằng những người 75, là chiến tranh cái họ đi theo Mỹ qua bên bên Mỹ luôn. Thứ nhì nữa là vượt biên, là họ gọi là boat people, là đi vượt biên là học chung với bảo lãnh luôn. And then cái phần thứ ba nữa là HO,
HO 3 phần cách nhau khoảng 10 năm hả? Khoảng 10 năm. Trước đó thì cộng đồng Việt Nam cũng đoàn kết, mà sau này thì không có đoàn kết nhiều hơn nữa, là tại vì một là những cái người mà qua 75 bây giờ lớn tuổi rồi, họ cũng về hưu rồi, and thế hệ trẻ làm như xiếc vậy đó. lớn lên đây thì từ từ nó mất gốc, rồi con của xiếc sau này cũng mất gốc nữa. And then sau này thì Việt Nam với Mỹ bang giao với nhau gần gũi hơn, thì mình đi qua đi lại giữa Việt Nam với Mỹ nhiều hơn. Thì hồi xưa đó không có, mình về Việt Nam không được, làm như bên Mỹ á, người Việt Nam về Việt Nam không được, cho nên cộng đồng Việt Nam họ sống chung ở đây, họ họ coi rằng một cái nơi mà họ xây dựng như đó. Còn bây giờ cộng đồng Việt Nam họ có thể hướng ngược về Việt Nam được. Cho nên họ buồn cái họ về Việt Nam thăm nhà hoặc là về đi ăn Tết. Hồi xưa cộng đồng Việt Nam ở đây tới Tết rất là vui, là tại vì họ không có ai về Việt Nam hết á, cho nên họ ở đây cái họ tổ chức Tết, họ tổ chức chợ họ, nhạc hội, hội chợ, đủ đủ chuyện hết á. Bây giờ từ từ nó bớt này, không có lớn nữa, không có nhiều. Có thể làm như ở với ở quận Cam, ở dưới Los hoặc là San Jose, mà những cái thành phố mà nhỏ nhỏ như xíu thì không còn nhiều nữa. Trường West Point, cái trường West Point hả? Oh God, cái trường West Point là cái trường mà quân sự của Mỹ, nổi tiếng nhất quân sự của Mỹ. Những cái ông tướng, những cái ông tướng nổi tiếng, tổng thống ra cái trường đó nhiều lắm. Vậy thôi hả? Khó vô cái trường đó lắm. Khoảng một tiểu bang họ nhận được khoảng 2 người. Một tiểu bang họ nhận được có 2 người. Vô trường West Point đó rất là khó, mình học phải giỏi, thiệt giỏi, and then mình phải giới thiệu nữa, cái người thượng nghị sĩ của tiểu bang mình phải giới thiệu mình vô nữa. Trường của Sít có dễ vô không? Trường của Sít cũng ok, không có khó lắm, nó cũng không có khó mà có để cái nếu trường ở Cali khó nhận vô nhất thì Stanford, Caltech, xuống nữa thì UCLA, rồi next xuống tí nữa thì trường Siết. Alright, cả bên Mỹ có cấm đốt pháo không? Yes, cấm đốt pháo. Ngoài ra ngày độc lập của nước Mỹ được đốt pháo. Họ cấm đốt pháo là tại vì họ sợ cháy nhà. Sợ cháy nhà thôi chứ không gì. Sếp biết có trường, sếp có biết trường University, trường đó nổi tiếng. Họ nói về kinh tế, kinh tế, toán, hồi xưa cũng có chính trị nữa. A bunch of keys là chùm chìa khóa, là một cái số nhiều chìa khóa. Để vào được Harvard chắc khó lắm. Harvard rất là khó vô. Harvard các bạn phải biết là các bạn học giỏi mà phải hên xui nữa. Phải hên xui nữa, thật sự hai người học giỏi mà Harvard chọn người kia chứ không phải chọn mình nữa. Cho nên rất hên xui nhiều lắm. Fundamental and flush the mental. Không có chữ flush the mental, nó có fundamental không à. Không biết Quang thấy cái chữ flush the mental từ đâu vậy, họ có chơi chữ không vậy? Chắc họ chơi chữ này. Thay từ này trong street ball muốn nói về kiểu move fundamental thì biết, còn flush flush the mental cái họ chơi chữ, cái đó mình phải coi phim đó hay là cái gì đó hoặc là đọc truyện đó. Cái đó chơi chữ này. Sĩ ơi, nếu không nhầm thì thành phố lớn nào của Mỹ cũng có người Trung Quốc phải không? Yes, đúng rồi đó. Code Station. Vậy đọc sao xếp vì hai âm S? Đâu có đâu. Coach Station, cái đó phải gì đó, Coach Station, sau phải chờ với sườn cái nữa, cái chữ đó hơi khó, Coach Station.